Quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i10 2023-24. Ưu điểm, Hyundai Grand i10 có hệ thống lái nhẹ, nhờ vậy mà người dùng dễ dàng điều khiển xe trong khu vực đường phố đông đúc, đường chật chội, chỗ để xe nhỏ hẹp. Mặc dù Hyundai Grand i10 mang đặc trưng đô thị nhưng không gian tương đối rộng rãi so với những đối thủ nằm trong cùng phân khúc. Người có ngoại hình to lớn có thể ngồi thoải mái ở hàng ghế sau. Thiết kế trần cao và cửa sau rộng thì người dùng có thể lên xuống rõ ràng. Xe trang bị động cơ Kappa 1.2L MPI vận hành êm ái. So với những mẫu xe trong phân khúc hạng A thì xe có khả năng giảm tiếng ồn do gió và mặt đường cabin ở mức tốt nhất. Ở cả mẫu hatchback và sedan thì dòng xe này được đánh giá là có mức tiêu thụ thấp nhất so với những dòng xe cùng phân khúc. Hyundai Grand i10 có mức giá mềm tại Việt Nam do được lắp trong nước, được trang bị hệ thống định vị mới, khung gầm chắc chắn, chịu được lực cao. Nhược điểm, bộ tính năng an toàn còn khiêm tốn. Ví dụ, với mẫu Hyundai Grand i10 1.2MT Base được trang bị một số tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, túi khí. Đối với những phiên bản cao hơn như Hyundai Grand i10 1.2MT và 1.2AT thì xe đã trang bị các tính năng an toàn đầy đủ. Tuy nhiên, nếu so sánh với các đối thủ trong phân khúc thì Grand i10 vẫn còn kém cạnh về tiêu chí này. Một số lượng xe Grand i10 đã được thu hồi do sự nhầm lẫn khi lắp nhầm phanh xe. Tương tự như vậy, cũng từng phải thu hồi khắc phục lỗi bu lông, trục khỉu do chất lượng không được đảm bảo, ảnh hưởng đến quá trình vận hành và nguy cơ dễ xảy ra tai nạn cao. Một số khách hàng gặp trường hợp bị lỗi đèn hệ thống chống bó cứng phanh ABS bị bật sáng liên tục trong khi phanh hoạt động bình thường, nguyên nhân do lỗi cảm biến phanh ABS. Khi xe có tuổi đời cao từ 3 năm trở lên, thường gặp lỗi điều hòa không mát, làm lạnh kém. Một số trường hợp khi lùi xe, đánh lái tự tắt điều hòa. Hyundai Grand i10 sở hữu thiết kế đầu xe cá tính, tác động mạnh mẽ thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lưới tản nhiệt so với những thế hệ trước được tăng kích thước lớn hơn màu đen góc cạnh, được mở rộng sang hai bên, giúp tăng cường lượng khí dùng làm mát, giúp cho động cơ hoạt động hiệu quả. Hyundai Grand i10 có chiều dài cơ sở 2.450mm so với những phiên bản thế hệ trước có phần dài hơn, môi xe cũng được hạ thấp lại nên giúp cho phần thân của dòng xe hạng A này có phần thanh thoát hơn. Đuôi xe được thiết kế nổi bật, cụm đèn LED hậu kích thước lớn và đèn phanh LED được đặt ở trên cao nên mang đến hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, tăng tính an toàn cho người lái, vận hành khi di chuyển trong thời tiết xấu hoặc ban đêm. Với kích thước chiều dài cơ sở lớn, Hyundai Grand i10 sở hữu không gian cabin rộng rãi và nội thất hiện đại. Màn hình cảm ứng trung tâm. Màn hình cảm ứng trung tâm dạng liền khối có kích thước 8 inch, đa chức năng, hỗ trợ nhiều kết nối, Bluetooth, MP3, radio, Apple CarPlay, Android Auto, phát video với độ phân giải cao. Ở phiên bản tiêu chuẩn thì màn hình cảm ứng trung tâm trang bị những tính năng giải trí cơ bản. Ở phiên bản cao cấp hơn, màn hình cảm ứng tích hợp hệ thống định vị được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Thiết kế vô lăng ba chấu bắt mắt, bọc da sang trọng, tích hợp các nút chức năng hiện đại giúp người lái thuận tiện điều khiển xe an toàn và các nút điều chỉnh âm thanh tương đối thể thao. Cụm đồng hồ điện tử nằm ở phía sau vô lăng được thiết kế lạ mắt, hiển thị đầy đủ thông tin, tốc độ, mức nhiên liệu, vòng quay động cơ, quãng đường di chuyển, làm mát. Cụm đồng hồ điện tử gồm hai vòng đồng hồ giữa, trái và hai đồng hồ có hình bán nguyệt ở phía tay phải. Grand i10 được đánh giá là dòng xe trang bị đầy đủ tính năng an toàn, từ chủ động đến bị động nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm an toàn nhất khi di chuyển. Hệ thống tính năng an toàn đáng chú ý bao gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, camera và cảm biến lùi, chống trộm, immobilizer, túi khí. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.